Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần pháp rộng sâu răng nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay thấy nghe được thọ trì nguyện rõ như lai nhiên diệu màu. Chúng ta đã nghe xong cái phần văn sám hối, thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào cái phần phát tâm. Bởi vì tại sao mình sám hối? Thế gian thì người ta sám hối cho người ta cảm thấy nó nhẹ nhẹ nhàng. Họ xin lỗi để họ cảm thấy nhẹ nhàng, họ có thể vui chơi tiếp tục, họ có thể tạo những cái điều ác tiếp tục. Nhưng mà trong đạo Phật chúng ta thì cái sự sám hối là một cái pháp mà để chuẩn bị cho rất nhiều cái pháp đi sau đó. Thường trong luật cũng như là trong kinh thì Đức Phật cũng dạy, trước khi chúng ta có thể chứa đựng những cái chất đề hồ, những cái chất cam lồ, thì trước tiên chúng ta phải làm cho cái vật chứa nó được sạch sẽ, nó được thanh tịnh. Thì như vậy khi mà chúng ta đổ cái những cái chất mỹ diệu đó vào thì những cái chất đó nó không có bị ô nhiễm. Thành ra cái sự sám hối trong đạo Phật của chúng ta đó là để chuẩn bị cho những cái pháp tu nối tiếp theo phía sau. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta sám hối được như là Ngài Thiên Thai dạy đó, tức là sám hối trong tinh thần mà gọi là cứu cánh tức sám hối đó, thì nó chính bản thân nó cũng là một cái pháp tu để mà thành tựu quả vị Bồ đề luôn. Nhưng mà vì chúng ta chưa có đạt được cái đó. Phần nhiều thì mọi người chỉ sám hối theo cái phương thức gọi là duy lý, duy lý thôi, tức là nó làm cho có vậy đó, làm cho có chuyện vậy thôi, chứ không có thật sự, chứ đừng có nói chi tới là văn tự sám hối nữa. Thành ra chúng ta dùng cái năng lực này để tạo thành một cái điều kiện tiên yếu cho sự tu tập của mình. Và làm sao để tu tập? Thì đi trên con đường đại thừa, thì dĩ nhiên là chúng ta lấy lục ba la mật hoặc thập ba la mật làm cái pháp hành trì, và đứng sau cái pháp hành trì đó là cái dụng tâm để đạt được Bồ đề, dụng tâm để thành Phật mà độ chúng sanh. Cái điều này chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Và theo cái văn mà Ngài Bất Động dạy cho chúng ta ở đây, thì hôm trước chúng ta đã nghe đến cái phần hồi hướng từng từng thứ một rồi. Thì bên dưới là cái phần mà tổng tổng kết lại, tức là như quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật sở tác hồi hướng, ngã diệt như tỵ hồi hướng. Chúng tội giai sám hối, chư phước tận tùy hỷ, cập thỉnh Phật công đức, nguyện thành vô thượng trí. Và ở đây thì chúng ta thấy tất cả chư Phật
ở quá khứ, ở tương lai và ngay trong hiện tại, thì không có vị Phật nào mà không hồi hướng, không hồi hướng cả. Mà các ngài hồi hướng như thế nào, tức là sở tác hồi hướng, thì con nay cũng giống như vậy để mà hồi hướng. Thật sự cái chùm cái chữ giống như vậy để hồi hướng nó nói lên cái bản chất là vì chúng ta theo Phật, chúng ta theo Phật, chúng ta học theo ngài mà chúng ta tập như vậy, chúng ta tập như vậy. Còn dĩ nhiên là trên cái vấn đề thực hành thì cái tâm lực của chúng ta nó chưa được như chư Phật, nên chắc chắn cái sự hồi hướng của mình nó cũng không có được như chư Phật. Thì chư Phật hồi hướng như thế nào thì phần bên dưới chúng ta sẽ học thêm. Ở đây là giống như là cái phần mà tóm gọn những cái nội dung bên dưới sẽ được trình bày qua phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện ở trong kinh Hoa Nghiêm. Chúng tội giai sám hối thì tất cả các tội con cũng đều được sám hối. Chư phước thì tất cả các phước, dầu cái phước nhỏ cách mấy và phước lớn cách mấy, con cũng đều tùy hỷ. Chứ tận đây là tận cùng, ở đâu cũng vậy, không có cái phước dầu phước nhỏ nhất của người ta làm được. Mình thấy một người, người ta khum người xuống, người ta lầm một miếng rác để người ta bỏ vào trong cái thùng, thì mình cũng vui theo, mình cũng mừng, mình cũng vui. Huống chi là cái việc mà thỉnh Đức Phật, thỉnh Phật thì có thỉnh Phật gì? Thỉnh Phật chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế. Thì bên 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 Tây Tạng thì các vị còn thêm một cái thỉnh nữa, tức là thỉnh đối với các bậc thầy, các bậc đại sư đó. Thì vì chúng ta biết thân này là huyễn và thân này nó có cái hạn kỳ, có cái giới hạn, cho nên bên đó còn thêm một cái thỉnh là thỉnh tái sanh, thỉnh các bậc đại sư tái sanh. Và dầu là làm cái phước thiện gì đi chăng nữa thì cũng đều để mà thành vô thượng trí, thành được cái trí vô thượng, cái trí căn bản. Thành ra ở đây nói là thành, thành là không phải là thành vì nó chưa có mà nó thành, mà thành tức là mình nhận ra được, cái trí này, nên tạm gọi là thành như vậy. Khứ lai hiện tại Phật, ư chúng sanh tối thắng, vô lượng công đức hải, ngã kim quy mạng lễ. Tất cả các vị Phật, dầu ở quá khứ, dầu ở hiện tại, hay dầu ở tương lai, thì các ngài đều là tối thắng nhất, cao quý nhất trong tất cả các hàng chúng sanh. Mặc dầu dĩ nhiên đứng trên phương diện phân biệt để mà nói, thì chúng ta không thể gọi Đức Phật là chúng sanh nữa. Nhưng mà đứng trên phương diện tổng thể mà nói, khi mà các ngài hiện thân ra để cho chúng ta nắm bắt được, thì các ngài dùng cái thân của chúng sanh để cho mà gần gũi chúng ta, cho nên tạm lấy cái sự nhận biết của chúng ta mà nhận biết chư Phật. Và trong sự nhận biết như vậy đó thì Đức Phật là tối thắng nhất, vô lượng công đức hải, ngã kim quy mạng lễ. Bởi vì sao ngài là bậc tối thắng? Bởi vì cái công đức của ngài đó nó như là cái biển vô lượng, cái biển mà vô cùng tận, không có ranh giới, không có hạn lượng. Cho nên con hôm nay xin đảnh lễ với ngài quy mạng. Quy mạng là một trong sáu cái ý nghĩa của chữ Nam Mô. Quy mạng là đem tất cả cái thân mạng của mình ra để mà đảnh lễ, chứ không phải chỉ đem cái thân thể này không, mà cả cái mạng. Mà khi nói tới mạng là nói đến một cái quy trình từ lúc mình được sanh ra cho đến lúc mình chết đi. Cho nên mình có thể nói rằng là dùng cả cuộc đời này để mà lễ lại các ngài, thì nó mới đúng với cái ý nghĩa của chữ quy mạng. Mà cũng thêm một cái ý nghĩa khác nữa là dầu thân mạng này nó có bị hao hụt qua cái sự đảnh lễ đó thì con cũng sẽ làm cái điều này. Thì đó là cái phần mà tổng
tổng giới thiệu hay là tổng tổng trình bày cái nội dung của cái hạnh nguyện 10, cái hạnh nguyện Phổ Hiền được được trích ra ở dưới đây. Thì trong cái phần kệ chúng ta, ai mà tụng kinh Hoa Nghiêm thì chắc chắn là đã từng tụng những cái bài kệ này rồi, nhưng mà ở đây thì xin được giảng lại cho quý vị, cũng như là quý vị nào mà muốn nghe sâu hơn, rộng hơn thì có thể thể vào trang của vào cái kênh YouTube của tu viện để mà nghe thêm, bởi vì cách đây mấy năm, 2-3 năm á, thì có giảng ở Viên Giác rồi, giảng Viên Giác trong cái khóa Austin đó, có giảng trong đó. Thì bữa nay chúng ta sẽ nghe tương đối là gọi là sao, tương đối là lược lược thôi. Sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư, Phổ Hiền hạnh nguyện oai thần lực, Phổ Hiện nhất thiết Như Lai tiền, nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Nha, thì đoạn này, hai hai cái bài kệ này, 8 câu nói lên cái pháp tu về lễ Phật. Chúng ta lễ Phật như thế nào? Thật sự thì quý vị nào có tham dự cái lớp Lâm Rim thì cũng đã biết là khi chúng ta lễ lại Phật, không phải là mình cứ cắm đầu cắm cổ mình lạy như là mình tập thể dục. Có nhiều khi vì để phương tiện cho hàng cư sĩ thì quý thầy cũng nói, à quý vị tập thể dục làm chi, mệt mà không có công đức thôi, quý vị lạy Phật thì cũng giống như tập thể dục. Thật sự thì lạy Phật không phải là giống như tập thể dục. Dĩ nhiên tập thể dục được xem như là một cái pháp nhỏ và lạy Phật là một cái pháp lớn. Thì cái pháp lớn này nó có bao gồm cái sự tập thể dục trong đó, vì mình có vận động cái cơ thể của mình, nhưng mà lễ Phật không phải đơn giản là tập thể dục. Thành ra một số thầy khi mà thấy một số vị lạy Phật thì quý thầy mới nói, ủa làm gì mà cuốc dữ vậy, vì sao? Vì cái vị này chẳng có một cái tâm lễ Phật gì trên đó, cứ dùng cái thân thể của mình mà xì sụp lại, tục lên tục xuống như vậy, giống như là đang cuốc đất vậy thôi. Hoặc là đang lau nhà mà đẩy tới đẩy lui thôi, chứ nó không có một cái tâm niệm lễ Phật xuất hiện ở trong cái tâm thức của mình. Thì như vậy nó không thể gọi là lễ Phật. Chứ lễ Phật nó bắt đầu từ đâu, hay là cái việc lễ Phật nó bắt đầu từ đâu? Cái lễ Phật nó bắt đầu từ cái chỗ là chúng ta phải có một cái sự hoan hỷ, cung kính và biết ơn đối với Đức Phật. Chúng ta hoan hỷ vì thấy Ngài, chúng ta cung kính vì cái năng lực tu tập của Ngài, và chúng ta biết ơn vì cái ân đức mà Ngài ban bố cho chúng ta. Cái ân từ cái việc thuyết pháp cho đến cái việc hướng dẫn chúng ta tu tập, cho đến cái việc mà hồi hướng công đức cho cái sự tu tập của chúng ta. Tất cả những cái đó, vì chúng ta nhận biết rõ những cái điều này cho nên chúng ta đảnh lễ. Chúng ta đảnh lễ. Thì lúc bấy giờ khi mà tâm của mình nó luôn luôn trụ ở trong ba cái niệm như vậy, ba cái niệm như vậy về Đức Phật đó, thì cái sự lễ của mình xuống đó, nó mới đúng nghĩa là đang lạy Phật. Con lạy Phật vì con rất ư là vui mừng Ngài còn tại thế ở đây, qua hình ảnh, qua âm thanh, qua cái sự tưởng tượng của con. Con rất ư là kính cái sự tu tập của Ngài trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy, không phải chỉ là một lần này thôi, không phải chỉ một đời này thôi, mà là từ nhiều đời như vậy Ngài đã từng tu tập vô lượng pháp, vô lượng khó khăn, và con rất ư là biết ơn Ngài. Vì Ngài không phải Ngài chứng đạo một cái Ngài vô niết bàn, mà Ngài chứng đạo một cái Ngài đi hoằng pháp, Ngài đem cái giáo lý của Ngài truyền đạt cho đến ngày hôm nay nó còn vương vấn lại
để con có thể nghe được, con có thể thấy được và con học tập theo. À, với cái niệm như vậy chúng ta bắt đầu đảnh lễ xuống. Thì như vậy là cái sự đảnh lễ hay là cái sự lễ Phật đó mới đúng nghĩa của hai chữ lễ Phật. Còn bằng không mình có lễ mà không có Phật. Mình chỉ lễ thì mình lại tới lại lui gì vậy thôi, chứ mà lễ cái gì, lại lễ ai mình cũng không biết nữa. Trong tâm nó không có khởi lên một cái niệm, cho nên nó không thành cái pháp lễ Phật. Thì khi mà lễ như vậy thì ngoài cái tâm niệm như vậy đó thì chúng ta cần phải quán tưởng như thế nào nữa. Thì ở đây theo ngài Phổ Hiền thì chúng ta bắt đầu chẳng những thấy một vị Phật như hồi nãy đã nói, cái mà chúng ta hoan hỷ thấy Phật, cái mà chúng ta cung kính Đức Phật, cái mà chúng ta biết ơn á, thực sự thì tất cả những cái điều này là chúng ta đối với Đức Thích Ca Mâu Ni mà thiết thành lập, chứ chưa phải là đối với những vị Phật khác, chưa phải là đối với Phật cái gì đó, Phổ Tịnh, Phổ Đức, Phật Thiện Ý, vân vân và vân vân. Mình chưa có tạo một cái nhân duyên nào hết đó. Mình không có nghĩ gì đến những vị đó hết đó. Chúng ta chỉ mới nghĩ về Đức Thích Ca Mâu Ni thôi. Thành ra ở đây bắt đầu chúng ta dụng tâm để mà tạo một cái connection, một cái sự liên hệ với rất nhiều Đức Phật. Nên ngài mới nói là sở hữu thập phương thế giới trung. Đó. Ở trong cái thế giới mười phương này nè, ở trong mười phương thế giới này nè, có bao nhiêu Đức Phật, đó, tam thế nhất thiết nhân sư tử, có bao nhiêu cái vị mà ba đời tất cả chư Phật đó. Thì nhân sư tử hôm trước đã nói rồi, Đức Phật như là loài sư tử ở trong loài người, bởi vì sư tử có cái sự mạnh mẽ, khi mà sư tử rống lên tiếng rống thì tất cả muôn loài đều sẽ im bặt, tất cả các muôn thú đều sẽ lắng động lại hết. À, thì khi mà Đức Phật cũng vậy, ngài rống lên tiếng rống của ngài, cái pháp âm của ngài vang ra thì tất cả phiền não, tất cả uế trược, tất cả cái sự vướng bận ở trong tâm thức đều vắng lặng hết. À, cho nên đây là thứ nhất là nói về cái công năng của chư Phật, mà cũng nói về cái uy đức của chư Phật đối với chúng ta. Mà chúng ta nương vào cái công năng đó, nương vào của uy đức đó để làm cái gì? Ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư. Đó. Thì con dùng cái thân mà trước đây con đã sám hối, con sám hối về thân, về ngữ và về ý. Đó. Tức là toàn bộ ba cái hoạt động của cái hiện hữu này mà nó đã được tịnh hóa qua cái sự sám hối rồi, thì con mới dùng cái thanh tịnh này để mà đảnh lễ tất cả chư Phật ở ba đời mười phương như vậy, mà không có thiếu một vị nào cả. Tất cả các vị Phật con đều hướng đến để mà đảnh lễ. À. Vậy tại sao chúng ta cần làm điều này? À, tại sao chúng ta cần làm điều này? Trên thực tế thì chúng ta chỉ cần lễ Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là lễ mười phương ba đời chư Phật rồi. Vì ngài là đại diện của tất cả chư Phật. Trong ngài hàm chứa tất cả chư Phật mà cũng biến chiếu ra tất cả chư Phật. Nhưng mà chúng ta vẫn cần lễ tất cả chư Phật. Bởi vì cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta là cái tâm hạn hẹp, cái tâm nhỏ bé, cái tâm phân biệt. Chúng ta phải tập để chúng ta giải phóng cái tâm này, làm cho nó bung rộng ra, làm cho nó có thể bao trùm khắp ra. Nếu mà mình bây giờ tự dưng mình ngồi mình suy nghĩ, dĩ nhiên có một số nhà khoa học thì người ta cũng ngồi nó suy nghĩ thế giới này nó như thế nào, nó sẽ rộng bao nhiêu, nó có bao nhiêu cái thái dương hệ, rồi nó có bao nhiêu cái gì gì đó, người ta cũng ngồi người ta nghĩ.
Nhưng mà mình, những người bình thường mà tự dưng biểu mình ngồi mình nghĩ như vậy thì chắc chắn mình sẽ không làm, vì nó đâu có mang đến một cái lợi lạc gì đâu, không có một cái gì để gọi là lý thú hết trơn đó. Nhưng mà chúng ta là Phật tử thì bây giờ thay vì mình nghĩ tới thế giới, mình nghĩ tới tinh cầu, mình nghĩ tới này nọ, thì bắt đầu mình nghĩ tới chư Phật. Chư Phật ở khắp mười phương hay là ở vô lượng phương như vậy, vô tận hư không như vậy, thì bắt đầu tâm của mình mới bắt đầu nó mới tập, nó mở rộng ra, nó phá những cái ranh giới, những cái ranh giới mà vốn dĩ chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp và ngay trong đời này chúng ta đã bắt đầu tập từ lúc nhỏ. Đây là cái phòng của tôi nè, bốn cái bức tường này không có ai được xen vô hết trơn, nghe chưa? Vô là phạm vi phạm lãnh thổ chẳng hạn, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó, đây là biên giới của đất nước Việt Nam nè, không có ai được bước qua nha. Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Thái Lan gì đó không có được bước vô. Bước vô là vi phạm. Đây là quả địa cầu nè, những cái UFO, những cái ET gì đó không có được bước vô. Bước vô là xâm phạm. Đây là thái dương hệ của tôi nè, những cái thái dương hệ khác đừng có đánh chiếm vô nha. Mà cái đó là chắc là mình cũng không có thèm suy nghĩ nữa. Nhiều lắm là mình suy nghĩ tới cái ranh giới Việt Nam là kể như là nó cũng quá mạng rồi nha. Thành ra chúng ta luôn luôn bị cái những cái suy nghĩ hạn hẹp đó, nó giới hạn. Và những cái pháp này chư Bồ Tát, Đức Phật dạy cho chúng ta để chúng ta có thể giải phóng được những cái tâm nhỏ hẹp của mình. Và đối với những cái hình tượng khác thì có thể chúng ta không có thích thú, nhưng mà vì mình tư duy về Đức Phật, mình quán tưởng về Đức Phật thì cái tâm của mình nó dễ duyên hơn, nó dễ duyên hơn, nó nương vào công đức đó, cho nên chúng ta bắt đầu tư duy có nhiều vị Phật hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới và những cái hướng ở giữa, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, vân vân. Rồi nó rộng ra, nếu mà chúng ta quán tưởng như một cái quả cầu vô lượng cái tia đi ra như vậy, và mỗi một cái direction, mỗi một cái hướng như vậy thì cũng có vô lượng Phật. Vô lượng Phật. Thì từ đó chúng ta mới quán, dùng cái năng mà mình biết rằng với cái năng lực của mình là một chúng sanh có cái tư duy hạn hẹp, có cái sự vướng mắc vân vân, thì chúng ta khó thể mà hoàn tất được cái sự tu tập này. Cho nên chúng ta phải nương vào ngài Phổ Hiền, Phổ Hiền hạnh nguyện oai thần lực, dùng cái thần lực, cái oai thần của Đức Phổ Hiền, cái sức mạnh của Đức Phổ Hiền để mà chúng ta có thể biến cái thân của mình ra khắp mọi nơi. Trước mỗi một vị Phật là có một cái thân của mình. Đó. Trước một vị Phật là có một cái thân của mình. Nhất thân phục hiện sát trần thân. Rồi mỗi một cái thân như vậy lại hiện ra nhiều thân như số vi trần, như số vi trần, và tất cả thì đều đảnh lễ vi trần số Phật như vậy. Thì nói chung là chúng ta càng quán tưởng được nhiều chừng nào thì cái sự lễ lại của chúng ta nó càng mạnh mẽ chừng đó. Bởi vì đây là một cái bài tập, đây là một bài tập nhiều vị lại chỉ cần đếm số thôi là đủ, nhưng mà nếu mà mình muốn cho thật sự gọi là cho cái tâm thức của mình nó có thể mở rộng dần, mở rộng dần, thì chúng ta phải tập quán. Có thể ban đầu thì mình chỉ quán một vị phía trước mặt, rồi sau đó mình quán ba vị phía trước mặt, rồi sau đó mình quán thêm 7 vị trước mặt, sau đó mình quán thêm 9 vị, quán thêm 11 vị, vân vân và vân vân. Cứ cứ từng 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 lần như vậy mình quán. Hoặc là quý vị có thể quán là một vị Phật trước mình, rồi thêm một vị Phật ở phía trước đó nữa, và một vị Phật phía sau mình, rồi hai vị Phật hai bên mình, rồi trước mỗi một vị như vậy đó là có một thân mình nữa. Nên
lúc chúng ta luôn luôn đứng trước một vị Phật, mỗi một thân mình đứng trước một vị Phật rồi bắt đầu mình lễ xuống. Và khi mình lễ xuống thì mình thấy đồng thời là có năm cái thân nó lễ xuống như vậy. À, rồi từ từ mình tăng thêm, mình tăng thêm dần. À, mà phải đặt nó cả. À. Hui. Không phải nói quý vị. Nói đi qua. Ừ. Bây giờ nó còn nhỏ cho nên nó cắn đủ thứ chuyện ở trên đó. Ừ. Thì chúng ta phải tập như vậy thì dần dần á, cái tâm mình nó quen. À, nó quen rồi nó mới mở rộng ra, nó mở rộng ra. À, và chúng ta nhờ ai mà tập cái đó đó, tự nhiên thôi quý vị, không cần phải láo liên con mắt nhìn tới nhìn lui giống như 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 à, như con chồn con cáo vậy đó, nhưng mà mình vẫn nhận biết được tất cả những cái gì đang xảy ra chung quanh mình, bởi vì mình thường quán chiếu rồi, mình thường quán chiếu rồi, cho nên đây là một cái hoạt dụng của cái sự định do quán chiếu tập cho mình. Chúng ta vẫn ở trong một cái trạng thái yên tĩnh nhưng mà chúng ta vẫn nhận biết những cái gì nó đang xuất hiện chung quanh của mình. Chứ không phải là tự dưng mình phải xôn xao nhốn nháo lên. À, hoặc là có nhiều người tu một thời gian cái không biết gì nữa trên á, nói tại sao vậy, nó con đang định, mà định đó là không phải là định của đạo Phật, mà định đó định của tà, định gì đó không biết. À, định của đạo Phật là một cái định sáng suốt mở rộng, mà càng càng ấy nó càng rộng, càng mở rộng dần. Trừ khi là tự mình giới hạn cái phạm trù của định, tại vì cũng có những vị người ta đọc, giả sử như đọc trong kinh kinh Đại Bát Niết Bàn ha. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn đi, thấy Đức Phật trong đó có giảng một cái đoạn là Đức Phật đi tới đi lui ở trên một cái hành lang ở bên ngoài một cái nhà, rồi lúc bây giờ mưa bão sấm sét đùng 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 rồi cái sấm đó là đánh chết một cái người cày ruộng ở bên ngoài nữa. Mà ngài thì vẫn yên định ở trong đó, ngài không có bị những cái đó nó ảnh hưởng gì hết. Rồi cái nghe như vậy cái mình cứ nghĩ ồ mình tu rồi mình phải biến thành cục đá như vậy đó. Không phải, Đức Phật không phải là ngài không biết gì hết, nhưng mà ngài không để những cái đó nó ảnh hưởng gì đến ngài hết đó. Nó vẫn xảy ra, nó vẫn hiện hữu như vậy, nhưng mà nó không có bị, ngài không có để nó chi phối cái tâm thức của mình. Thì ở đây khi mà chúng ta tập lễ như vậy, khi mà lễ xuống thì chúng ta bắt đầu lễ rất nhiều vị Phật. Cái bài tương tự thì chúng ta mỗi khi làm lễ thì bất cứ chùa nào cũng thường thường tụng rồi. Cái gì đó, năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, ngã ngã thử đạo tràng ư pháp, cái gì ư đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Thì đó là cũng một cái hình ảnh tương tự như vậy, tức là như là cái màn lưới của trời Phạm Thiên. Chúng ta thấy là thường lưới của mình là nó một một hai dimension thôi, nhưng mà lưới của Phạm Thiên là ba dimension. Tức là nó không phải nó chỉ có một một miếng lưới, mà nó rất nhiều cái màng lưới, rồi nó trên màng lưới đó có rất nhiều cái mắt châu, cái hạt châu nó nằm ở cái mắt của lưới, rồi nó chiếu 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 lẫn nhau, thành ra nó chiếu ra vô cùng tận. Mà từ đó mỗi một cái hình ảnh mà nó chiếu ra như vậy là một vị Phật. Trong một hạt châu đó là có vô lượng Đức Phật, hay là vô lượng Đức Phật, và đồng thời mình là cũng vô lượng cái thân của mình, mà có vô lượng hạt châu như vậy ở trên cái lưới đó. Thành ra đó là cái biểu hiện của cái sự phổ hiện của Đức Phổ Hiện. Ngài nhận biết chư Phật như vậy, và ngài cũng nhận biết cái sự biến hiện của mình ra như vậy. Thì chúng ta tập và tập dần để mà mình có thể duyên được với cái
cái pháp này. Rồi kế tục là tiếp tục làm bài kệ, bài kệ tiếp. Ư nhất trần trung trần số Phật, vô số Bồ Tát, đâu phải vô số, các sử Bồ Tát chúng hiện trung, gì nữa, vô tận pháp giới trần diệt nhiên, thâm tín chư Phật giai sung mãn, các vị nhất thiết âm tinh hải, phổ xuất vô tận diệu ngôn từ, tận ư vị lai nhất thiết kiếp, tán Phật thậm thâm công đức hải. Đây là nói về cái vấn đề khen ngợi Đức Phật, cái pháp thứ hai, cái hạnh thứ hai, cái sự tu tập thứ hai. Đầu tiên là chúng ta quán quán chiếu hồi nãy là cái pháp đảnh lễ Phật là mình quán vô lượng mà về lớn nhất, cái tâm mình là phá cái giới hạn lớn nhất, phá giới hạn lớn nhất. Bây giờ mình phá cái giới hạn nhỏ nhất, phá cái giới hạn nhỏ nhất. Ư nhất trần trung, trong một cái hạt bụi, nơi một trong cái hạt bụi đó, trần số Phật. Trong một hạt bụi mà có vô số hay là cái nhiều như cái số bụi Đức Phật. Thì đối với mình mà nói hạt bụi là nhỏ nhất rồi, hạt bụi nó không còn cái gì nữa chứ. Hạt bụi nó là hạt bụi thôi. Đó. Nhưng mà bằng trí tuệ, bằng cái năng lực tu tập thì các ngài vẫn thấy được cái hạt bụi đó nó có vô lượng vô lượng vô lượng cái hệ thái dương hệ. Mà nói thái dương hệ thì vì nó không phát sáng nên mình không có thể nói thái dương hệ, nhưng mà đối với các ngài thì các ngài vẫn thấy nó như là một cái thái dương hệ trong đó. Một hạt bụi là một thái là vô lượng thái dương hệ, hay là một hạt bụi là một vũ trụ. Một hạt bụi là một vũ trụ, mà một vũ trụ thì có vô lượng chư Phật ở trong đó. Thành ra chúng ta bắt đầu khi mà mình tư duy về những điều này, tư duy về những điều này thì chúng ta thấy tất cả những cái hiểu biết của mình về không gian nó cần được thiết lập lại hết. Cần được thiết lập lại hết. Chúng ta chỉ thấy không gian là không gian như mình đang thấy thôi. Nhưng mà ai nói chắc rằng, ai có thể khẳng định rằng mình không phải đang ở trong một hạt bụi. Mình không phải đang ở trong một hạt bụi, mà một hạt bụi này không phải đang ở trong một cái lỗ chân lông của, giống như là theo bài kệ mà tán thán ngài 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 Đại Thế Chí đi, không phải chúng ta đang ở trong cái lỗ hột bụi ở trong lông của ngài Đại Thế Chí. Nhưng mà vì mình không có đủ trí tuệ, không có đủ năng lực để mà mình thấy rõ, nên mình cứ thấy nó rất là bình thường. Mình thấy nó rất là bình thường, mình thức sáu thức bảy gì đó là mình thấy bình thường. Nhưng mà trên thực tế thức sáu thức bảy này là đối với cái của mình nè, thì mình thấy nó thành thức sáu thức bảy thôi. Chứ còn đối với cái mà giả sử như ngài Đại Thế Chí đó, thì mình làm không phải là nano nữa, mà nó là pico, rồi nó là cái gì đó, pico lũy thừa trừ 10 nữa, chứ không phải là một thước mấy nữa. Nó cho nên tất cả những cái nhận biết của chúng ta nó đều là tương đối, nó đều là tương đối, tương đối lớn, tương đối nhỏ, tương đối mập, tương đối ốm, tất cả là tương đối hết. Nhưng mà chúng ta có thói quen là định định dạng theo những cái gì mình nhận biết. Chính cái sự định dạng theo những gì mình nhận biết đây, nó dễ đưa mình đến những cái sai lầm vướng mắc. Thành ra Đức Phật ngài mới dùng cái pháp như vậy, để ngài khai hóa cho chúng ta, khai hóa cho chúng ta. Và đầu tiên nhất ở đây là để cho chúng ta lặp lại cái khái niệm về không gian, lặp lại khái niệm về không gian. Bởi vì chúng ta cũng ưa chấp cái này,
nhất là trong thời gian qua là rất nhiều người làm giàu nhờ không gian, phải không? Ở đây ai ai làm ngành cái gì à, gọi là gì, buôn bán đất đai đó Bất động sản. à, bất động sản à, ai làm ngành bất động sản phải không? Bất động sản là buôn bán không gian. Buôn bán không gian, cho nên lúc đó mà nói là thiếu của tôi hai hai công hay là một công là thấy có chuyện lớn rồi đó. Nên khái niệm của chúng ta đó nó định nghĩa những cái gì mà mình đang đang chấp nhận. Thì ở đây qua những cái phương pháp quán chiếu này, Đức Phật tập cho chúng ta phá bỏ những khái niệm đó đi. Từ ở trong một cái hạt bụi nhỏ đó mà lại có vô số Đức Phật ở trong đó, nhiều như số hạt bụi. Rồi ngoài Đức Phật ra thì lại còn có vô số Bồ Tát nữa, vô số Bồ Tát. Bởi vì mỗi một Đức Phật thì có chúng hội, có chúng hội. Thông thường mình đọc, đọc tụng trong kinh thì mình thấy có 1.250 vị thanh văn, rồi 3.000 Bồ Tát hay gì vân 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 vậy đó. Chúng ta thấy có đầy ở trong đó hết. Vô tận pháp giới trần diệt nhiên, tức là không phải chỉ một hạt bụi là cái là một cái hạt bụi đặc biệt, nó có như vậy. Rồi mình nghĩ cái hạt bụi này nó chắc là nó lớn hơn những hạt bụi khác rất là nhiều. Giống như trong kinh Sư Tử Hống, Đức Phật cũng nói vậy đó. Ngài nói chúng sanh nó nghe nói tôi một ngày ăn một hạt mè, nó tưởng đâu là chắc hạt mè nó lớn kinh khủng lắm, nó lớn hơn những hạt mè khác. Nhưng mà trên thực tế hạt mè nó cũng giống như bao nhiêu hạt mè khác thôi. Thì ở đây cũng vậy, một hạt bụi này nó cũng giống như bao nhiêu hạt bụi khác thôi. Mà tất cả mỗi một hạt bụi cũng đều giống như vậy. Tức là trong mỗi một hạt bụi đều có vô lượng chư Phật và vô lượng Bồ Tát ở trong đó. Thành ra quý vị mai mốt quét nhà đó, coi chừng mình đang quét cả bao nhiêu cái vũ trụ đó mình đổ đi ha. Thành ra đó cái mới nói là cái khái niệm mà sạch dơ vân vân và vân vân á, nó rất là gọi là debatable, tức là cần phải được thảo luận rất là kỹ, coi mình đang dơ hay mình đang sạch, mình đang mang công đức hay là mình đang đất đai gì rồi mình đã đem ở trên người. Thành ra chúng ta thấy chúng ta phải tin được, mà làm sao để mình thấy được những điều này? Vì mình tin, tin vào lời dạy của Đức Phật. Các dụng cụ khoa học kỹ thuật ấy, họ tới bây giờ họ vẫn chưa nhìn thấy được cái nhỏ như vậy, và họ cũng chưa nhìn thấy được những cái xa như vậy như Đức Phật dạy chúng ta. Nhiều lắm là họ chỉ thấy được trong cái thái dương hệ này thôi, mà sợ chưa thấy hết được nữa. Trong khi cái Đức Phật dạy chúng ta là nó siêu việt cái thái dương hệ, mà thậm chí là nó siêu việt cái vũ trụ nữa. Nó siêu việt vũ trụ. Trong thời gian qua thì thầy cũng có đọc một số sách về khoa học giả tưởng, nói là khoa học giả tưởng thì cũng không không phải nhất thiết nữa. Những cái giống như sách truyện vậy đó, mà con người bắt đầu viết ở trong đó những cái khái niệm về vô biên này. Có những người họ viết về một cái thế giới. Giả sử như mình ở ở ở quả địa cầu này đi, cái là mình có được khả năng mình ra khỏi địa cầu thì mình mới phát hiện là có một cái thế giới nó lớn hơn quả địa cầu. Nhưng mà cái đó cũng phải chưa hết, rồi cái mình qua qua sự tu tập, qua cái khoa học kỹ thuật vân vân, thì vượt ra khỏi cái đó thì lại phát hiện là mình rơi vào một cái thế giới lớn hơn nữa. Rồi cứ như vậy thoát dần, thoát không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa ra khỏi một cái giới hạn, và nó cứ còn giới hạn, còn giới hạn, còn giới hạn. Thành ra con người cũng bắt đầu học từ Đức Phật, cũng bắt đầu tư duy về những cái này. Mà thật sự thì con người chỉ đặc biệt là chỉ tư duy về cái lớn hơn. Nhưng mà trong ở đây, trong kinh Hoa Nghiêm cũng như trong bài kệ này, thì
ngoài cái lớn hơn đó lại còn đi vào cái nhỏ hơn nữa, nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần, nhỏ đến vô cùng tận, nhỏ đến vô cùng tận. Đây mới là cái đặc biệt mà để chúng ta thấy được cái trí tuệ của Đức Phật, nó không phải là trí tuệ một chiều mà là trí tuệ viên dung, trí tuệ tròn đầy. Thành ra chúng ta nương nhờ vào cái sự, cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật thì cái thấy của chúng ta về vấn đề này nó mới có thể mạnh mẽ được. Còn bằng không là mình sẽ không có đủ cái năng lực để mà mình tập. Giả sử như bây giờ mình cứ tập, mình tập mình thấy à bây giờ tôi như vậy rồi, ở trong cái lỗ chân lông của tôi nó còn một cái thế giới giống như vậy nữa, giống như vậy nữa, rồi trong đó có một cái tôi giống y như tôi đi, giống y như tôi vậy đó, nó ở trong một cái lỗ chân lông của tôi nè, rồi cái trong cái tôi đó nó có cái một cái lỗ chân lông rồi nó cũng có một cái thế giới như vậy, rồi có một cái tôi nữa, một cái tôi nữa, một cái tôi nữa. Quý vị cứ nghĩ đi, rồi một hồi mình tư duy một hồi, chắc là nếu mà mình không nương nơi niềm nơi Đức Phật thì có thể mình cũng tỉnh á, mình cũng bị chạm mạch chứ không đơn giản đâu. Vì nó vượt quá cái khả năng tư duy của mình. Nhưng mà nhờ vào cái niềm tin của chúng ta đặt nơi Đức Phật, mình có thể tạo một cái năng lực qua Đức Phật, mình tiếp cận dần dần dần. Mình cứ một lần, hai lần, ba lần, mình có thể lần đầu tiên thì mình tư duy được tới chừng mình trong một cái lỗ chân lông của mình từng hai hay ba, ba cái mình thứ thứ ba hay mình thứ tư đó là bắt đầu nó khựng rồi, nó không biết rồi, nó làm sao nữa, nó nhỏ quá mình không, mình sợ nữa. Nhưng mà rồi lần lần chúng ta sẽ phát hiện rằng ô thì ra mình không phải nhỏ như mình nghĩ, mình không phải nhỏ như mình nghĩ mà mình rất ư là lớn. Mình rất là lớn, nhưng mà rốt cuộc lại thì cũng không phải lớn, mình vẫn là mình. Mà ở đây khi quý vị hiểu được điều này hay là quý vị cảm nhận được điều này thì khi mà quý vị đọc vô kinh Duy Ma Cật, đọc vô kinh Duy Ma Cật thì mới hiểu được cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta về cái căn nhà của Ngài Duy Ma Cật nó là như thế nào. Nó là như thế nào? Đó. Thì qua cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật như vậy thì cái trí của mình nó bắt đầu nó phát triển, nó mới hiểu được, thật sự là chúng ta mới hiểu được Đức Phật như thế nào. Và mình mới thấy được cái sự mạnh của cái trí của Đức Phật đó, nó vô biên vô lượng như thế nào, nó viên dung như thế nào. Bởi vì dầu mình có khen ngợi như ở đây Ngài nói đó, là dùng tất cả các âm thanh, các biển âm thanh để làm cái gì, để mà tuôn ra những cái lời nói vi diệu nhất, vô tận như vậy lời nói, mà không phải chỉ một ngày hai ngày mà cho đến vô lượng vô lượng vô lượng kiếp, cho tới tận cùng vị lai, để mà tán thán cái công đức của Đức Phật. Giờ mình tán thán chừng chắc ai mà giỏi lắm thì nói 10 tiếng đồng hồ là kể như xong chuyện rồi. Đúng không? Thôi không còn gì để tán thán. Đó. Vì mình không có thấy được, không có thấy được thêm nữa để mà mình tán thán. Nhiều lắm là bắt đầu mình phải lặp lại. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rồi. Nhưng mà ở đây là vì nương nơi cái oai đức, cái trí tuệ của Đức Phật, cho nên chúng ta mới thấy được cái mà gọi là Đức Phật để mà mình tán thán. Mà mình thấy được Đức Phật mình tán thán, mà một điều một điều một điều, mỗi một điều như vậy điều mới, không có giống nhau, không có trùng lặp về Đức Phật, cái sự vi diệu đó, nó không trùng lặp, nó không có giống nhau, nó hoàn toàn đặc biệt. Mà từ bây giờ mình tán thán cho tới tận cùng vị lai cũng không có hết, không có hết được.
Thì như vậy là chúng ta đang tán thán Đức Phật. Và như vậy cái vị mà chúng ta đang tán thán đó mới đúng là Đức Phật. Mới đúng là Đức Phật. Còn bây giờ mình tán thán Ngài đó nhiều lắm là mình tán thán cái hiểu biết của mình về Đức Phật. Chứ không phải là tán thán Đức Phật thật sự. Mà trong khi Đức Phật là vượt lên trên cái sự hiểu biết của chúng ta đối với Ngài rất ư là nhiều lần. Rất ư là nhiều lần. Không phải một, không phải hai, không phải mười, không phải không thể tính được, không phải toán được, không phải đếm được, vân vân và vân vân. À, giống như trong kinh Pháp Hoa mà Ngài thường dạy như vậy. À, thì lúc bây giờ chúng ta gọi là tán thán Đức Phật. À, thì đây là cái hạnh thứ hai. À, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xin tán Như Lai. À, thứ ba là cúng dường. À, chúng ta cúng dường. À, cúng dường cái gì? À, cúng dường dĩ chư tối thắng diệu hoa mang kỹ nhạc. À, hoa mang rồi kỹ nhạc đồ hương cặp tán cái như tỷ tối thắng trang nghiêm cụ ngã vị cúng dường chư Như Lai tối thắng y phục tối thắng hương mạc hương thiêu hương giữ đăng chúc nhất nhất giai như diệu cao tụ ngã tất cúng dường chư Như Lai ngã vị quảng đại thắng giải tâm thâm tín nhất thiết tam thế Phật các vị phổ hiền hạnh nguyện lực phổ biến cúng dường chư Như Lai. Dạ, đó là ba bài kệ mà nói về sự cúng dường. Thì ở đây nêu lên chín chín thứ, chín thứ, chín thứ. Bên mật tông thì chúng ta cúng dường tám thứ, rồi tám thứ là nước rửa chân, nước uống trước, nước uống, nước rửa chân, tràng hoa, hương đốt, đèn, hương xoa, thực phẩm và âm nhạc. Đó là chín tám thứ bình thường mỗi ngày chúng ta cúng dường. Còn ở trong đây thì kể chín thứ, chín thứ thì có những cái gì nó trùng lập hay là nó không trùng lập thì mình đi từng phần mình sẽ thấy. Tối thắng diệu hoa mang, đây là câu mình có phần cái phần thứ ba của mình là hoa mang, tức là cái vòng hoa, dùng cái vòng hoa tối thắng. Kỹ nhạc là cái thứ tám của mình, cái thứ tám của mình. Đồ hương, đồ hương tức là cái thứ năm của mình, cái thứ sáu của mình, cái thứ sáu của mình cúng. Cặp tán cái, tán cái thì mình ở đây mình không có cúng dùng hàng ngày, tán cái. Tán cái tức là cái ô để mà che Đức Phật, cái bảo bảo cái đó, bảo cái để che Đức Phật. Rồi như thị tôi thắng trang nhưng cũng cái gì cũng dường chuyện là tôi thắng y phục. Y phục ở đây mình cũng không có cúng dường. Tối thắng hương thì nó lặp lại cái hương lặp lại ở đây. Trong hương đây thì mạc hương, thiêu hương. Mạc tức là cái bột, cái bột ha, thiêu là để dùng để thiêu. Đăng chúc tức là đèn và đăng là đèn, chúc là đèn cầy. Đăng chúc là đèn cầy. Đèn cầy hay là đèn. Thì đó là cái vật thứ năm mình cũng cũng hàng ngày. Còn cái thiêu hương đó là cái thứ ba, thứ tư mình cũng hàng ngày. Nhất nhất gia như diệu cao tụ ngã tất cúng dường chi là. Thì ở đây nó có một hai cái nó không có nằm ở trong tám cái chúng ta cúng dường, nhưng mà ngược lại thì nó có thiếu hai cái mà chúng ta cúng dường, tức là nước uống và nước rửa chân cho Đức Phật. Và ngoài ra thì còn thực phẩm. Thực phẩm thì ở trong đây cũng không có kể, không có kể. Thì nó cũng giống như bên 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 mật tông thôi. Thì cái sự cúng dường phải là những cái đồ tối thắng nhất, tối thắng nhất. Từ cái tràng vòng hoa cho đến âm nhạc cho đến dầu để thoa trên trên thân các ngài vân vân. Chúng ta đều phải lấy cái tốt nhất, tối thắng để dùng. Dùng mấy lần dùng cái chữ tối thắng, tối thắng diệu hoa mang, tối thắng trang nghiêm cụ, tối thắng y phục, tối thắng hương, tất cả đều là tối thắng. Tối tức là tột cùng, thắng là thắng đó. Thắng là không có thua đó. Thắng không có thua. Không biết còn cái từ 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 đồng
đồng nghĩa nào khác với chữ Thủ thắng. nhà, cũng là vẫn là thắng thôi, bây giờ đang tìm chữ khác mà đồng nghĩa với chữ thắng. Chắc là siêu việt. Siêu việt cũng là ý nghĩa của chữ thắng này, tức là nó không có một cái gì nó vượt lên trên hết á. À, thì tất cả những cái đồ như vậy chúng ta mới dâng cúng lên lên Đức Phật. Mà mình phải quán chiếu ở đây thì mình quán chiếu là tất mỗi một thứ như vậy nó như một cái núi Diệu Cao, cái núi Tu Di. Tất cả đều đều như là cái núi Diệu Cao vậy, nó ụ lên. Núi Diệu Cao ụ sao, tức là ở dưới to mà ở trên từ từ nhọn 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 nhọn, nhọn dần lên trên. À, tất cả như vậy để chúng ta cúng dường chư Như Lai. À, xin thưa là chư Như Lai chứ không phải chỉ cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không thôi. À, mà chúng ta mỗi một vị Phật mà hồi nãy chúng ta đảnh lễ, mỗi một vị Phật mà hồi nãy chúng ta tán thán, thì bây giờ mỗi một vị Phật đó chúng ta cúng dường những cái núi đồ cúng dường như vậy, những cái núi đồ tốt nhất, thù thắng nhất để mà mình cúng dường. Thật sự thì nói về cái sự quý quý tôn quý thì chắc chắn là chúng ta không có khả năng. Không khả năng đây nó có hai phần. Hai phần là khả năng của tự thân và khả năng của môi trường để mà dâng cúng lên những cái đó. Tự thân là mình không có đủ tài chánh, mình không có đủ cái phương tiện để mà mình tạo ra. Mà môi trường là mình, nếu mình muốn mình tìm cũng không có. Tìm một cái tràng hoa mà tối thắng như vậy nó cũng không có nữa. Hoa của thế gian này nó không có giống như hoa của cõi trời. Không phải giống như là hoa Mạng Đà La, hoa Mạng Thù Sa, chơ, Maha Mạng Thù Sa vân vân. Nó chỉ là những cái hoa bình thường, hoa hồng, hoa cúc. Ở bên bên Ấn Độ thì người ta sâu hoa vạn thọ, Thái Lan thì người ta sâu hoa lài, hoa lài, hoa sứ, để người ta làm thành những cái tràng hoa đó người ta cúng dường. Thì nhưng mà chúng ta nên nghĩ một khi mà mình đem cái đồ đó đó, đem cái vật đó đó, mình lên mình dâng cho Đức Phật, thì trong tâm mình phải khẳng định rằng cái món này, cái đồ này là cái đồ tối thắng nhất nên con dâng cho ngài, chứ không phải là cái đồ này nó dở nhưng mà thôi ngài ráng chịu, ngài nhận giùm cho con vui. Không phải, không phải quán tưởng như vậy, mà chúng ta vẫn phải quán tưởng đây là cái tối thắng nhất dâng. Dĩ nhiên mình không có thể lười biếng, mình không có thể lười biếng đó. Trong luật cái dạy cho bên mấy thầy mấy cô đó, khi mà dâng hoa cho Đức Phật đó, chẳng hạn, thì dân hoa mãn khai, tức là cái hoa mà nó đã nở, nó nở tròn đầy rồi, để làm cái gì? Bởi vì lúc mà nó mãn khai như vậy là nó đẹp nhất, nó đưa ra tất cả những cái vẻ đẹp của nó phô bày ra để mình dâng cho Đức Phật. Thì tối thắng ở đây là tối thắng của chính bản thân nó, trong tất cả các pha giờ của nó đó, tất cả các giai đoạn của nó đó, thì cái giai đoạn mãn khai là giai đoạn đẹp nhất của nó. Mình dâng cúng lên Đức Phật. Và để làm cái gì nữa? Để mình không có làm biếng. Tại vì nó mãn khai rồi thì ngày hôm sau nó sẽ héo thôi. Ngày hôm sau nó sẽ héo xuống thì mình phải dọn nó đi. Chứ không phải như kiểu mình thôi mà mua cái hoa mà nó chưa nở, nó búp búp và đem đem lên để mình có thể mình dâng, mình trưng, mình không phải dâng Phật mà mình trưng một tuần. Tự nhiên mình trưng đó là trưng cho mình chứ đâu phải dâng cho Phật đâu. Thấy không? Nên thành ra cái cúng dường nó khác với lại những cái mà mình bày biện ở trong nhà hay là này nọ, nó khác hơn là mình nghĩ nhiều lắm. Thành ra cái dân như vậy, dân cái hoa như vậy gọi là cái hoa tối thắng, vì nó là đẹp nhất trong cái quá trình của nó, thì nó tối thắng nhất đối với cái bản thân. Và dĩ nhiên nếu có một cái hoa đẹp hơn thì mình sẽ dùng cái hoa đẹp hơn để mình dâng cho ngài, chứ mình không có dùng cái hoa thứ 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 tức là thấp hơn chút đó, gọi là thứ. Thì tất cả những cái đó mình dâng cúng lên, từ hoa hương vân vân và vân vân. Có nhiều vị cứ mua hương cúng Phật á, hương cúng Phật mà mình dị ứng nên mình cúng Phật xong cái mình đóng cửa lại để cho cái khói hương đừng có bay tùm lum hết trơn.
bị dị ứng. Mà trong khi đó tại sao? Vì mình mua cái hương rẻ, cái hương nó chất hóa học nhiều, cái hương nó mạt cưa nhiều, vân vân và vân vân. À, trong khi có những cái hương á, dĩ nhiên nó hơi đắt thiệt, một bó như vậy nó tới cả 200 hay 300 euro. À, nhưng mà chúng ta nên nhớ một bó đó nó cả 100 cây trong đó, 200-300 euro thì mình cúng cho Đức Phật một ngày một cây thì cũng 2-3 tháng, chứ đâu phải là một ngày đâu. À, mà khi mua thì lại 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 tiết kiệm. À, thì những cái điều đó chúng ta nên suy nghĩ khi mà đối với sự cúng dường Đức Phật. Dạ, thôi đồng viên đoạn chúc à, thầy xong cái đoạn cúng dường này đó rồi, rồi sẽ cho hỏi. Dạ, thì tất cả những cái đồ vật như vậy đó không phải là một thứ hai thứ. Dĩ nhiên mình dâng thì cái chỗ của mình không có thể là chất núi núi chỗ mình có thể chất 7 8 9 cái núi để mà cúng dường cho Đức Phật, mình chỉ có một cái. Nhưng mà khi mình quán tưởng thì nó có những cái chú, những cái thần chú và những cái ấn để chúng ta dâng dâng cúng lên. À, và khi đó thì chúng ta cứ quán tưởng mỗi một thứ như vậy nó đều cao nhỏ nhiều và chất lên như như cái núi núi vậy đó, để mình cúng dường cho Đức Phật. Và cái phần quan trọng nhất ở đây ấy, à, xin lỗi, nó nhất thì cũng chưa không phải là nhất, nhưng mà nó rất ư là quan trọng đó, là không phải chỉ cái vấn đề hình thức, vấn đề sắc tướng. À, không phải hình thức sắc tướng mà cái tâm của chúng ta nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật mới dạy, con nay dùng cái tâm mà rộng lớn và hiểu biết sâu sắc nhất, ngã vị quảng đại thắng giải tâm. À, con dùng cái tâm mà rộng lớn, hiểu biết một cách sâu sắc nhất để làm cái gì? Thâm tín nhất thiết tam thế Phật, tin sâu vào tất cả ba đời chư Phật, để rồi dùng cái hạnh nguyện, cái lực hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền mà rộng cúng tất cả chư Như Lai. Như hồi nãy đã nói, bởi vì phần vật chất, cái phần sắc tướng thì không thể nào chúng ta đạt được giống như là trong kinh dạy. À, trong kinh dạy thì mình phải hiểu cái chữ tối thắng nó nằm ở chỗ nào. À, tối thắng nó nằm ở chỗ nào. Khi mình hiểu cái chữ tối thắng đó đó thì lúc bấy giờ mình dùng cái đó để mà mình dâng cúng lên, và mình tin rằng, à, cái tâm sâu xa của mình tin rằng Đức Phật thấy được cái tâm của mình, và chúng ta cũng mở bày cái tâm của mình một cách tuyệt đối quảng đại mà rộng lớn. À, quảng là rộng mà đại là lớn, mở cái tâm mình thiệt rộng và thiệt lớn ra để mình dâng cúng. Rộng lớn như núi, rộng lớn như sông, rộng lớn như biển, để mà chúng ta dâng cúng lên. Và tất cả những cái này không phải do năng lực của chính tự thân, mà năng lực của chư Phật, năng lực của Ngài Phổ Hiền giúp cho chúng ta có thể đạt được cái điều này. Cái tâm của chúng ta như hồi nãy đã nói đó, là cái tâm hạn hẹp, cái tâm giới hạn. Mà nếu mình không biết nương nơi Đức Phật, không nương nơi các vị Đại Bồ Tát, thì cái tâm mình không bao giờ mà nó mở ra được hết trơn. Giống như bây giờ mình cái gì đó, cái mạch máu mình nó nhỏ đi, nó nhỏ rồi nó bị đóng vôi, đóng mỡ gì trong đó nữa, cholesterol. Đó. Mà bây giờ nói thôi bây giờ mình ráng tập làm sao mà cho cái mỡ này nó thông, thì rất là khó, phải không? Phải dùng dược vật. À, phải nương nơi dược vật để mà cho nó thông dần. Nó thông dần rồi kèm theo đó là mình mới tập thể dục thêm. Nếu mà nương dược vật không á, thì nó cũng không có đủ. À, nương dược vật không á, thì trở nó làm biếng. Mình nói ôi thôi con cứ nương Phật, nương Bồ Tát, rồi cứ mình ngồi đó con cứ nương nương mà chẳng làm gì hết, không được. À, mà mình cũng phải tự thân mình làm, thì lúc bây giờ cái vấn đề đó nó mới trở nên viên mãn.
tức là có cái nội tâm mà cũng có cái ngoại hình, hai cái này nó kết hợp với nhau nó mới trở thành một cái pháp đầy đủ. Thì khi chúng ta cúng dường như vậy thì nó cần có một cái hiện vật và nó cần cái sự quán tưởng. Nếu mà chúng ta dâng hiện vật lên chúng ta cúng nó là vậy là đủ rồi đó, thì rất là ít, rất là hạn hẹp. Mà mình làm biếng quá, mình không làm gì hết trơn, mình cứ ngồi đó nói thôi con quán tưởng cúng dường Đức Phật là đủ rồi, thì cũng không có được. À, như vậy thì nó từ cái sự làm biếng mà nó sanh ra. À, chứ không phải là vì một cái lý do gì khác. Thậm chí là ngài Milarepa đó, ngài sống mà lúc bây giờ ở trong trong cái chỗ mà nó không có gì hết, nhưng mà mỗi ngày như vậy ngài vẫn cúng dường Đức Phật đầy đủ 8 món như chúng ta cúng dường. Dĩ nhiên ngài phải dùng nước và dùng dùng prenessel để ngài cúng thôi, nhưng mà ngài vẫn làm đầy đủ tất cả các pháp cúng dường, từ vật chất cho tới cái sự quán tưởng. Vâng, động viên nãy giơ tay định hỏi gì? Thưa thầy, trong phần cúng hương thì con chỉ quán tưởng con đang cúng khói cho nhất, thì con mỗi sáng con đến thờ để cho thơm, để con cúng cái hương đó cho chư Như Lai. Mà mỗi sáng khi mà con thức dậy là con khi mà con lo dọn bàn thờ thì là con ra con hay nói là con chào Thế Tôn ngủ có ngon không? Thế Tôn hôm qua có hóa được nhiều chúng sinh ca từng không? Tức là con trò chuyện với Ngài, xong bắt đầu con mới thực hành những pháp mà cúng dường. Rồi con quán tưởng, con lễ lạy. Thì trong cái phần mà lễ lạy á, con muốn hỏi là khi mà con quán tưởng, là khi mà con quán tưởng cây phước điền xong, thì mà lúc mà con quán tưởng con lễ lạy thì không phải một mình con, mà con đứng ở giữa, con quán tưởng chư thiên đứng ở trước con, bên phải là cửu huyền đức tổ, bên trái là chư hương vinh chư vong linh, còn phía sau con là tam đồ lục đạo, và xung quanh con thì là các pháp giới chúng sanh khác. Khi mà con lễ lạy thì là tất cả đều cùng lễ lạy. Thì theo thầy không được không? Ừ. Hy vọng là thầy hiểu hiểu đúng cái điều gì con nói, bởi vì bên này nghe là giống như là tiếng vang từ trời Dạ, thầy lắng nghe được không ạ? thập tam thiên á chắc cái mạng bên đó bị yếu ha. Thì thật sự mỗi một cái pháp nó có cái bản chất riêng, bản chất riêng. Ở trong đây nãy giờ đó nghe cái sự lễ lại là theo cái hiển giáo mà cũng theo cái phần của kinh Hoa Nghiêm, à, để mà chúng ta quán tưởng. Còn bên Lam Rim thì chúng ta quán tưởng hơi khác một chút, thì cây quy y vân vân được. Nhưng mà trong cái phần lễ chúng sanh chung quanh đó, thì có một cái lỗi hay là có cái sự sai đó, là phía trước mình không phải là chư thiên, mà phía trước là những người mà mình không thích, những cái người thù, những cái người mình không thích, những người mà mình có cái aversion đó, có cái ác cảm đó, thì những vị đó sẽ đứng trước mặt mình, à, chứ không có phải là chư thiên. À, còn bên phải bên trái thì vậy thì ok rồi, phía sau cũng vậy cũng được, à, tất cả chúng sanh cùng cùng mình lễ, điều đó thì không có vấn đề. À, nhưng mà phía trước mặt là những người mà mình có ác cảm, những người mình ghét, những người mình không có thích, vân vân, thì họ sẽ đứng trước mặt mình, à, họ dẫn đường cho mình đi. Vâng. Con cảm ơn thầy. Dạ. Rồi, ha, thì hôm nay chúng ta học hai phần, lễ Phật và tán thán cũng như cúng dường, ba phần. Ba phần là ngày mai, không phải ngày mai, xin lỗi. Tuần sau thì chắc là cũng phải là chỉ học buổi buổi trưa ngày thứ ba thôi. Trưa ngày thứ hai thì cũng về, chắc nó cũng còn mệt. Mệt nên xin nghỉ ngày trưa. Dạ, rồi tối nay thì chúng ta sẽ học tiếp về Lâm Rim, và tối thứ sáu thì học Lâm Rim. Dạ, rồi tối chúng ta hồi hướng.
Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện chân trí tuệ tường sáng tỏ, nguyện bao tội chướng thầy tiêu trừ, kim kim thường tu Bồ Tát đạo. Chúc mọi người an lành. Chúc quý vị ở Vinh Quang làm việc vui. Cuối tuần sẽ xuống Tỳ Hỷ. A Di Đà Phật. Như là